việc chất đông mình đành cay xiên đêm ngày. Dù ngày Tết tới gần mà còn xa cha mẹ, lòng thấy nhớ nhà phải gọi mẹ ngay bây giờ. Nhớ mỗi ngày phải tự lo cho mình, dạ vâng thưa mẹ, lời mẹ luôn trong lòng. Đừng thức quá khuya và đừng tăng ca muộn, trời lạnh mặc ấm nhé con và phải ăn cho nhiều. Mẹ cần gì không con mua về? Mẹ không cần gì đâu, đủ hết rồi. Mang quà về cho mẹ, mang quà về cho mẹ. Mang quà gì cho mẹ, mình nên mang quà gì cho mẹ. Mua vòng vàng cho mẹ, mua đồng hồ cho mẹ. Không cần làm như vậy, vào Sunfly tìm đồ cho mẹ. Let's go! Em xin giới thiệu cửa hàng em nhiều đồ ngủ chị ơi. Có rất là nhiều mẫu mã riêng ở nhà và cả đi chơi. Lại đang có chương trình khuyến mại đón Tết to, sẽ lên đến 50% thôi. Giờ bên em đang xem về ra sản phẩm nào, nếu mà hợp chị quất về đôi. Đây dòng Prime truyền thống, cốt tông Mỹ chị không phải lo. Sở hữu thiết kế thanh lịch, đầy đủ size từ bé đến to. Chị chốt bộ xanh, chốt bộ đỏ, chốt size gì em lấy trong kho. Hàng ngon mà giá hơi ghê, đi mua cho mẹ thì ứ phải lo. Thế còn mẫu kia là dòng gì vậy? Phong cách hiện đại trẻ trung tươi mới, trendy, chất liệu cao cấp thân thiện tự nhiên. Trẻ trung như chị mặc là chuẩn luôn. Thời tiết lạnh rét lắm rồi, dòng nào dày hơn? Có ngay mẫu này, năng động khỏe khoắn hợp thời. Sắt vai support diện ngay mỗi ngày. Đặc biệt poly hai da, giữ form giữ ấm của nhà Sunfly. Lấy cho mẹ và bà ngoại bà nội, lấy cho mình và chị cả chị hai. Cảm ơn chị cho em được phục vụ, mong chị tới ủng hộ trong tương lai. Xa nhà phải giữ tiết kiệm vì tương lai sau này. Tiền đã khó kiếm rồi nhờ công lao động, rằng con vâng lời và rồi giật ngay điều hành. 50% mau quần đẹp mặc khi ở nhà, vừa thoải mái bốn mùa điều mẹ luôn luôn thích. Dành thời gian cho mẹ và tự lo cho mình, ngày xuân tặng mẹ qua Sunfly đi nào. Mang quà về cho mẹ, mang đồ đẹp cho mẹ, về cho mẹ. Mang rể hiền cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang quà về cho mẹ, về cho mẹ. Mang đồ đẹp cho mẹ, về cho mẹ. Mang rể hiền cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ.